Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu tiếp theo giữa hai đội Real Madrid gặp VNFC, một hai đội dinh nợ rất lớn trong những đấu trường giải tứ hùng Tomama Cup, một nhà đương kim vô địch và một ông vua về nhì. Real Tomama ở trận đấu trước phải ngậm đắng nuốt cay khi chia sẻ 3 điểm dành cho FC Nghệ Tĩnh. Họ chơi với lối đá trên cờ thế nhưng không thể tận dụng tốt mọi cơ hội. Như chúng ta quan sát thì Real Tomama bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải, VNFC bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái. Đồng phục truyền thống của hai đội. Trận đấu này được hứa hẹn sẽ rất nhiều kịch tính bởi vì hai đội nhập cuộc với tâm thế buộc phải thắng. Một đội thắng để tiến gần hơn chức vô địch, còn một đội buộc phải thắng để tiếp tục tham gia cuộc đua vô địch. Với 3 điểm có được trong lượt đấu đầu tiên thì VNFC đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Real Tomama FC trận đấu này buộc phải thắng. Hai đối thủ rất nhiều duyên nợ, họ rất hiểu nhau. Giải thường niên hàng năm tôi đã bình luận thì Real Roma luôn thể hiện rõ tinh thần của họ từ đầu đến cuối giải. VNFC là một đội bóng đã rất hay từ đầu, thế nhưng mỗi lần gặp Real Roma họ dường như có một cái gì đó cản trở. Liệu ngày hôm nay họ có thể phá dốc được hay không? Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau trong một giải truyền thống đó là giải Real Tomama Cup 2020. Tại giải đấu đó thì các cầu thủ VNFC đã thất bại với tỷ số 1-0 trong trận chung kết gặp đội chủ nhà Real Tomama. Điều trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ VNFC có thể trả lại được món nợ của mình đã vay. Không được. Nắng ấm cũng đã lên, mang theo rất nhiều của các cầu thủ áo xanh chủ nhà Real Tomama. Vâng, tia nắng là những tia hy vọng. Còn nắng quan sát là còn phải hy vọng, và còn thời gian là còn phải chiến đấu, thưa anh ạ. Vâng, anh Phương có quan sát thấy đội hình của Tomama dường như đã thay đổi sau trận đấu vừa rồi. Ngôi sao Tùng Bò, anh đã được cho ra nghỉ và thay vào đó là sự trở lại của ngôi sao trẻ siêu tiền đạo Văn Hiền. Chí Đạt là người được tung lên đá cánh thay cho Mạnh Tùng. Chí Đạt được xem là phiên bản Thế Quốc 2.0. Anh được ban huấn luyện đưa vào trong phòng thử nghiệm mùa đông vừa rồi. Hai đội vẫn đang thể hiện những đường bóng ngắn để nhằm thăm dò đối phương. Với sự hiểu nhau đến từng chi tiết như thế này thì tất cả những sai lầm nhỏ đều phải trả giá. Vâng, thủ môn Minh Tân đã được cho vào nghỉ ngơi, thay vào đó là thủ môn Duy Tân. Tân Béo, anh được mệnh danh là lá chắn thép của tuyển U23 Real Tomama. Trong giải đấu này anh được đôn lên. Subin dành cho Real Tomama. Căn nhanh thì mệt luôn. Với việc phải thi đấu hai trận đấu liên tiếp thì vấn đề thể lực sẽ vấn đề rất lớn mà ban huấn luyện cần phải điều chỉnh trong trận đấu này. Vâng, đặc biệt là gặp với VNFC, một đội bóng giàu thể lực với lối chơi áp sát nhanh. Nếu thể lực của chúng ta đi xuống thì những bài áp sát của họ là dường như sẽ là một cơ hội. Và đó cũng là một khó khăn đối với Real Tomama phải tính trong lúc này. Và thoát bóng lên giải tỏa một Minh Tâm, Tân Béo. Bóng nó trong chân các cầu thủ VNFC. Cuộc
Trong trận đấu này thì các cầu thủ VNFC không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Vẫn là những gương mặt thân quen, những gương mặt dày dặn kinh nghiệm. Thủ lĩnh hàng thủ vẫn là đội trưởng số 83. Sút biên dành cho VNFC. Và chọn đúng điểm rơi của thủ môn Minh Tân, xin lỗi là Duy Tân. Với bản chất của một thủ lĩnh, cầu thủ số 83 bên VNFC tỏ ra rất tự tin, rất khó để có thể qua được anh. Chí Đạt. Tham dự giải đấu lần này, các cầu thủ VNFC có độ tuổi trung bình khá cao, có thể nói là cao nhất trong 4 đội, thưa anh Hoàng. Độ tuổi trung bình rơi khoảng 32 tuổi. Vâng, tùy độ tuổi ở mức tuổi là khá cao, thế nhưng thể lực của họ là không hề đi xuống. Bởi họ kèm theo đó là một thân hình rất to cao. Chí Đạt đang đứng trước quả phạt góc. Chí Đạt. Lối chân, lối chơi nhanh và pressing với cường độ lớn này sẽ bào mòn thể lực của các cầu thủ. Nếu như các cầu thủ không điều tiết được thể lực của mình, việc rơi vào tình trạng đuối sức sẽ rất dễ xảy ra trong hiệp hai. Và đưa bóng lỗi của cầu thủ áo số 83 mang cho chúng ta một pha sút biên. Quý Dương không được. Cổ động viên và ban huấn luyện của Tua Ma đang rất kỳ vọng vào ngôi sao trẻ Minh Hiền. Hàng công của Real Tua Ma trong trận đấu trước đang rất vô duyên. Liệu lần này cái duyên có mở ra cho Real Tua Ma hay không? Chúng ta đang rất cần một bàn thắng để hàng công có thể giải tỏa và tạo sự tự tin cho các cầu thủ trong đội. Phạt góc dành cho VNFC. Tuấn Anh có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu này thì rất có thể họ đã chạm một tay vào chiếc cúp. Vâng, liệu có thể ngày hôm nay họ sẽ phá giải được lời nguyền, họ sẽ đổi được màu huy chương với cái tên ông vua về nhì, có lẽ là thứ gì đó mà họ không hề muốn. Rất nhanh, Văn Hiên không được, rất đáng tiếc. Và căng ngang của Văn Hiền là không đủ lực với đà di chuyển của Quý Dương. Bóng lên chân Quý Dương trong tình huống bóng vừa rồi thì rất có thể nó sẽ là một bàn thắng. Rất đáng tiếc. Tuấn Anh không được. Chỉ mong lỗi của Tuấn Anh dành cho Chí Đạt. Trọng tài đã xác định không có một tình huống bóng đẩy sau trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn đang tiếp tục trong cầm kiểm soát của Real Tua Ma. Văn Hiền mất bóng rồi, tình huống nguy hiểm. Bóng không cho Chí Đạt. Chí Đạt đã lấy được bóng. Sở hữu một thân hình khá lý tưởng nên những pha không chiến Quý Dương dường như đó không phải là một lựa chọn tốt. Bởi nếu không chiến với VNFC là gần như là một điều đó gì đó rất khó có thể xảy ra khi mà họ sở hữu một thế lực to cao như vậy. Chỉ cảm rất quyết liệt của cường đô lại.
Hiền đã phải lùi sâu về rất sâu để hỗ trợ đồng đội. Phá khép bóng tốt của Chí Đạo. Chí Đạt, vẫn là Chí Đạt, không được. Hà Nội pha cản phá bóng vừa rồi của Cường Đô La. Liên tiếp là những pha đá phạt biên của các cầu thủ VNFC. Vâng, những pha ngắm trúng vào mông Chí Đạt. Văn Hiền, bay bóng lên nào, không được. Và trẻ trắng rất kinh nghiệm của cầu thủ số 83. Liên tục là những tình huống che chắn không cho Văn Hiền có một khoảng trống nhất định để diễn. Đi còn 20% đấy, kiếm sạc đi, vừa báo xong. Vâng, một nửa thời gian có hiệp đấu thứ nhất đã chơi quả, tỷ số vẫn đang là 0-0. À đây, quên mất, đây có sạc. Chí Đạt, bóng trong chân các cầu thủ VNFC, đội bóng về nhà. Và mình cần chọn đúng điểm rơi. Không được. Vâng, 09 là sự lựa chọn không tốt ngay lúc này. Vâng, đến bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy được một cầu thủ thân hình nhỏ con về VNFC. Rất có thể đây là nhân tố X. Vâng, nhỏ từng đi với X. Rất có thể đây là nhân tố bí ẩn của VNFC. Vâng, tôi vừa nói nhân tố X thì họ đã rút ra rồi. Có lẽ họ sẽ để dành đến trận chung kết cuối cùng. Quý Dương, bóng vẫn còn trong sân. Tình huống phối hợp đẹp mắt, rất tiếc. Và thắng đã diễn ra dành cho VNFC. Một cầu thủ áo số 31 với phong cách ăn mừng của Ronaldo, thân hình của Messi. 1-0 nghiêng về VNFC. Cầu thủ số 14, anh mang cho mình lối đá rất tinh quái. Vâng, vốn vừa vào thay sân cho cầu thủ áo số 22 thì đã có một bàn thắng. Vâng, anh Phương ạ. Có lẽ 14 đối với tôi là nhân tố ít hơn 22. Trong trận đấu với các cầu thủ của KFC thì cầu thủ 14 cũng đã là
gây rất nhiều khó khăn cho các hàng thủ của KKC bằng những pha luồn lách tinh quái của mình. Anh xáo trộn mọi hàng phòng ngự mà anh có thể đối mặt. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi với các cầu thủ VNFC, đồng nghĩa với là khó khăn. Và nếu tôi của các đội chủ nhà Real Toma. Phút thứ 15 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0 nghiêng với các cầu thủ VNFC. Một lần nữa trong trận đấu này, các cầu thủ Real Toma lại rơi vào tình huống khó khăn. Và ngày hôm nay đã là mục tiêu của VNFC thực hiện ra và đến đây để đổi màu huy chương. Anh Hoàng, anh có thể thấy rằng vẫn lối đá như vậy, lối đá pressing cầm độ cao ngay từ bên sân nhà của đối phương của các cầu thủ VNFC. Họ tận dụng rất triệt để. Vâng, lối đá này với Real Toma đã tiếp xúc với họ từ rất lâu rồi. Thế nhưng ngày hôm nay họ có thêm một nhân tố của cầu thủ áo số 14. Đó là một nhân tố thay đổi rất lớn cục diện trong lối đá của họ. Cầu thủ số 14 anh di chuyển rất tự do và phạm vi hoạt động của anh là khá rộng. Chúng ta không thể xác định anh đá ở vị trí nào. Lúc thì anh đá hậu vệ cánh, lúc thì anh trung phong. Vâng, một cầu thủ gọi là rất đa năng. Anh đúng như Thế Quốc, anh có công nhận vậy không? Dường như anh có mặt ở mọi điểm nóng. Hiền, Hiền, Chí Đạt, không được. Và pressing ở cự ly ngắn đã bẻ gãy tất cả các đường ban bật của Real Toma. Văn Hiền, và dứt điểm cận thành của Tuấn Anh. Rất tiếc bóng đã đi trúng người hậu vệ của bên VFC. Văn Hiền đứng trước quả phạt góc. Sút bóng rất căng của Chí Đạt, rất kinh nghiệm và chìa chắn bóng. Rất kinh nghiệm của số 4, hậu vệ cánh bên cầu thủ bên phía VNFC. Bóng. Vâng, chúng ta quan sát được ngày hôm nay VNFC họ đã tiến lên một cách vượt bậc. Sau hai lượt đấu thì thủ môn của VNFC vẫn là thủ môn duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào. Anh vẫn giữ sạch lưới. Đúng rồi. Đúng rồi. Phòng ngự của họ là rất chắc chắn. Công hay mà thủ cũng rất giỏi. Đó là một yếu tố làm nên VNFC một đội bóng rất mạnh. Quý Dương. Quý Dương xuất sắc. Không được. Một pha bay người rất đẹp mắt của thủ môn, nhưng bóng không thể vào gôn để tạo nên một bàn thắng đẹp. Và dường như pha bay người của thủ môn cũng chỉ làm tôn lên thêm sự vẻ đẹp của pha sút xa của Quý Dương mà thôi. Đã có sự thay đổi bên VNFC. Rút vào một cầu thủ với thể hình không được to cao và tung vào một cầu thủ to cao nhất đội. Siêu tuyển đạo Trần Quý Hưng, Trần Riêng, anh đã được tung vào sân số 17. Vào những năm tháng đỉnh cao của mình, Trần Duy Hưng là một nỗi khiếp sợ với mọi đội bóng anh đối mặt ở khu vực Kanto. Do dấu hiệu của tuổi tác thì những năm tháng ở đây anh không đạt được những đỉnh cao trong thời hoàng kim của mình, nhưng cũng là một điều gì đó ám ảnh đối với tất cả hậu vệ thời tiền hành. Rất nguy hiểm, chúng ta vừa thể thấy và tài cán rất khéo. Trần Duy Hưng vừa vào y như rằng VNFC đã triển khai luôn đường tấn công nhắm thẳng vào phía trung lộ. Và lối bóng cao là một lợi thế của anh. Rất kinh nghiệm, rất bình tĩnh. Phản công cho Real Toma, không được.
Vâng, trọng tài đã thổi còi kết. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội Real Roma gặp VNFC. Ở trận đấu này, Real Roma bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái, VNFC bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải. Bây giờ tôi mới quan sát kỹ cầu thủ áo số 14 là một cầu thủ mà tôi đã từng tiếp xúc, một cầu thủ đã từng thuê nhà của tôi. Chí Đạt. Lỗi rồi. Anh là một cầu thủ bên được biên chế bên đội bóng mới thành lập. Thế nhưng VNFC có lẽ đã mua anh trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Vì mới gia nhập đội bóng thế nhưng anh là một cầu thủ rất hay. Anh rất cơ động. Có mạnh, có điểm lắm. Chuyển bóng rất thông minh cho Văn Hiền. Nỗ lực của Văn Hiền đã đem lại một pha phạt góc cho cầu thủ Real Roma. Văn Hiền đang đứng trước pha đá phạt. Hàng thủ của VNFC rất dễ dàng hóa giải những pha không chiến. Họ giành lợi thế tuyệt đối trong những pha không chiến của mình. Vẫn là phong thái thi đấu rất điềm đạm và bản lĩnh của thủ lĩnh số 83. Quý thương không. Được. Sở hữu thân hình nhỏ con nhưng anh vẫn có thể tung ra và dứt điểm bằng đầu trong tình huống bóng vừa rồi, làm ngỡ ngàng hàng thủ của VNFC. Rất nguy hiểm và đưa bóng vào chân của Trần Duy Hưng cho cầu thủ số 14. Đình Thông, Quý Dương, xuất sắc. Dứt điểm bóng thì rất khó chịu của Quý Dương. Thủ môn của VFC đã không thể ôm vọt bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Và anh phải dùng đến hai chạm mới bắt được bóng vào trong. Văn Hiền, Quý Dương. Quý Dương rất khó, rất kỹ thuật. Và giật gót tinh tế cho Đình Tùng. Phản hồi tinh thần của Quý Dương. VFC tổ chức phản công. Lại thế về thế gì? Sự cản niết của cầu thủ số 7 là Quý Dương. Trong cánh cho Tuấn Anh. Tuấn Anh. Và nỗ lực rất đáng hoan nghênh của cầu thủ áo số 14 bên VNFC. Anh Tùng, anh có thể nhận thấy rằng mặc dù số 17 Trần Duy Hưng là tiền đạo trung phong nhưng tất cả những pha dứt điểm cuối cùng đều hướng về số 14. Vâng, đúng là như vậy. Chiến thuật. Có là một cầu thủ đa năng. Bóng vẫn. Đúng như chiến thuật. Cầu thủ trung phong số 17 để hút hết các hậu vệ của VNFC đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Real Roma. Chí Đạt. Công hay thủ giỏi. Số 14 anh có mặt ở tất cả các điểm nóng. Anh bao hết sân. Các cầu thủ Real Roma lên chặt chiu những tình huống cố định của mình. Trước giải thì những tình huống cố định được các cầu thủ tập đi tập lại rất nhiều lần. Quý Dương là người thực hiện xuất phát. Tuấn Anh, Đình Tông vẫn không được. Vẫn lên.
đi đâu. Ngoài những nhân tố ích đang thi đấu trên sân, còn có những nhân tố ích ở bên hội cổ động viên. Và thi đấu fair play của cầu thủ VNC, bóng được trả về cho thủ môn Tân Béo. Quý Dương, Chí Đạt. Anh Tùng, anh có thể nhận thấy rằng Quý Dương đã lùi về vị trí trung vệ thòng. Vâng, trách nhiệm điều tiết lối chơi. Còn anh sẽ là người đảm nhiệm điều tiết lối chơi của Gian Roma lần này. Rất nguy hiểm. Có thể nhận thấy sự nguy hiểm của trung phong số 17. Vâng, đó là thủ môn Duy Tân với lợi thế là một thủ môn có thể dùng tay bay lên bắt bóng. Thế nhưng với tầm nhìn cản phá vừa rồi của Trần Duy Hưng thì rất khó khăn đối với anh. Rất quái. Rất nguy hiểm, không vào và khống chế một tràng mà dứt điểm rất tinh tế của Trần Huy Hưng. Rất tiếc bóng đã không đi trúng khung thành. Một lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của Dean Tuama. Pha xử lý rất quái. Lối đá không rườm rà, không hoa mỹ, rất đơn giản và hiệu quả. Rồi chúng ta đã nhìn thấy cầu thủ áo số 14 họ. Anh có thể đoán được những đường bóng đi và nhắc cầu thủ của đội mình phải đứng ở đâu. Không những chạy bao quanh sân mà anh còn quan sát lối chơi của đội bạn và nhắc đồng đội mình. Vừa là vai trò cầu thủ bao sân, vừa là vai trò như một đội trưởng, một huấn luyện viên. Theo tôi được biết thì điều kỳ diệu góp phần đến những đột biến của cầu thủ này thì có lẽ đến từ đôi giày của anh ta. Đôi giày này được sản xuất giới hạn trên thế giới, phiên bản giới hạn. Một đôi xanh đỏ Puma, trái Puma phải Lai. Vâng, anh kết hợp giữa Puma và Lai. Tất Adidas. Tất cả những yếu tố của thể thao anh kết hợp hết vào người. Có lẽ đó sẽ là điều kỳ diệu tác động lên đôi chân ma thật của anh ấy. Và lắc bóng không thành công của Tuấn Anh. Có lẽ với cái chân của anh một bên hợp với một kiểu giày khác nhau nên anh có thể đá được rất nhiều vị trí là vậy. Đưa vào không mỗi được chân, rồi. Mỗi vị trí. Cầu thủ Dean Tuama đang dồn rất cao lên để với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Dean Tuama AC và đá phạt ngay khu vực giữa sân của VNFC. Các cầu thủ đã xin còi, trọng tài đang điều chỉnh hàng rào. Xuất phát, Trần Duy Hưng. Những pha làm tường và cài cắm của Trần Duy Hưng là rất nguy hiểm. Chỉ với một pha nhả lại cho tuyến 2 thôi, do điều đó sẽ là một cơ hội rất lớn cho các đồng đội. Vâng, một pha bay lên đánh đầu rồi đuôi về hậu vệ ngay của cầu thủ áo số 4 bên VNFC. Đến thời khắc này tôi lại nghĩ đến bài hát Nắng Ấm Xa Dần. Nắng ấm xa dần, một không khí rất u sầu đang bao vây các cầu thủ của Dean Tuama FC cùng hội cổ động viên. Càng ngày càng bị rút ngắn lại. Thời gian đang trôi về những phút cuối. Cơ hội đang dần bị khép lại rồi.
Cái gì? Nếu như thất trong trận đấu thứ hai này thì được như được đến ngôi vô địch đã chính thức khép lại với Đại Ăn Thua Mạng. Tiếp tục trong sân. Đại Ăn Thua Mạng cũng phải lên chú ý đến những tình huống phản công nhanh của VFC. Tình huống phản công nhanh rất sắc lẹm. Đình Tùng nó dẫn bóng. Chỉ đạt. Áp sát rất nhanh. Chúng ta còn anh thấy luôn luôn có ba cầu thủ thường trực bên phía sân của đối thủ và thực hiện nhiệm vụ pressing cực kỳ quyết liệt. Để nói lối chơi áp sát có họ thế nhưng rất đẹp mắt. Họ không gây ra những tình huống lỗi thô bạo. Nhân Tú Ích đã được rút ra sân nghỉ để dưỡng sức cho lượt đấu cuối cùng. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và vào sân nó là một cầu thủ 93. Đây, quay lại. Ở trong sân của Đình Tùng. Quý Dương mở cánh cho Văn Duy đã bị cắt đôi. Rất đáng tiếc, Trần Hiếu không thể theo bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Đình Tùng, anh làm gì đây? Cánh cho Quý Dương. Và phát bóng lên trên dải nguy của hàng hậu vệ. Tiếp tục trong sân của Đình Tùng. Rất bình tĩnh. Chí Đạt. Đình Tùng. Bóng vào chân của Tuấn Anh. Pha phản công nhanh. Văn Duy căng bóng vào trong. Không được rồi. Thủ 93 anh vừa vào sân anh rất khỏe. Và phạt góc dành cho Lê An Tôm ạ. Chiếc bóng đang là Văn Duy. Cầu bóng vào trong. Chỉ đạt. Rất kỹ thuật, rất điểm. Không vào, rất đáng tiếc. Dường như anh đã thực hiện tình huống căng ngang chứ không phải dứt điểm trong tình huống bóng vừa rồi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Đại Ăn Thua Mạng. Rất khỏe, anh vào sân rất khỏe. Rất nguy hiểm. Những phút thi đấu không thật sự tập trung của hàng thủ Đại Ăn Thua Mạng. Anh đã để cho cầu thủ số 93 rất nhiều khoảng trống. Chí Đạt. Rất kỹ thuật. Và chồng cánh rất hay. Chí Đạt đã kịp thời lùi về cản phá bóng ngay trong chân của cầu thủ số áo 27. Bên ngoài sân thì các cầu thủ của KFC đang khởi động rất tích cực để chuẩn bị cho lượt đấu quan trọng vào với các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Một cuộc đụng độ giữa những người miền Trung anh em. Rất tinh tế. Rất đáng tiếc là tiền đạo số 7 đã không thể xử lý bóng gọn gàng hơn trong tình huống bóng vừa rồi. Chí Đạt. Không được. Hàng thủ ở VNFC đang chơi rất kỷ luật. Mọi đường bóng đều bị bẻ gãy. Quý Dương. Văn Duy. Đi trở lại Quý Dương. Áp sát rất nhanh. Rất nguy hiểm. 2-2. Anh nhận làm gì đây? Rất hoan hô. Hoan hô Tuấn Anh. Trọng tài không xác định. Tình huống phát bóng lên. Quý Dương. Mở bóng cho Đình Tùng.
Văn Hùng, Hùng Bích Cụ, Bánh Bích Cụ đã được tung vào sân. Hùng Bích Cụ đánh vào sân thay cho Văn Hiện và đảm nhận hành lang bên phía cánh phải. Đình Thông, Tuấn Anh và trích bóng rất hay cho Hùng Bích Cụ. Rất tiếc bóng vẫn còn trong quân. Bắn gì Tuấn Anh, Quý Dương rất nhịp nhàng. Chí Đạt đã không hiểu ý trong tình huống bóng vừa rồi. Quả cắp dành cho viên Real Toma. Phút thứ 16 rồi. Quý Dương. Đình Tùng là người thực hiện xuất biên. Đình Tùng không được. Và nếu như kết quả được giữ nguyên thì VNFC đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch của ngày hôm nay. Họ chỉ cần thắng FC Nghệ Tĩnh nữa thôi. Trận đấu cuối cùng họ sẽ gặp FC Nghệ Tĩnh. Và với kết quả như này thì tối thiểu dù chỉ là một trận hòa thì cửa vô địch của VFC sẽ rất là rực sáng. Đồng thời Real Toma đã chính thức tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch của giải đấu lần này. Trận đấu quen thuộc và một nhà đương kim vô địch. Rất đáng tiếc. Thế nhưng trái bóng tròn anh Phương ạ, chúng ta không thể nói lên được điều gì. Nhập cuộc với là nhà đương kim vô địch và chủ nhà. Nhưng rất đáng tiếc, Vận Đen đã liên tục bám đuổi các cầu thủ Real Toma trong suốt hai trận đấu vừa rồi. Rất thoáng. Không hiểu sao các cầu thủ Real Toma đã rất chần chừ trong những tình huống truy cản của mình. Anh để cho các cầu thủ 27 tạo khoảng không và tung ra cú dứt điểm như chỗ công người. Vâng, anh Minh Phương, anh có thể quan sát cầu thủ áo số 93 như là một cầu thủ điện thoại đến từ FC Tín Phát. Anh có lẽ đã kịp đến VNFC trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Với mục tiêu đổi màu tấm huy chương trong giải đấu lần này, VNFC đã lựa chọn cho mình những nhân tố xuất sắc nhất, tốt nhất. Tương như tôi vừa kiểm tra hệ thống thông tin vừa rồi thì một cầu thủ nhân tố của VNFC vừa mới ra sân lúc nãy cũng vừa mới kịp đến với đội VNFC trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. Có thể thấy rằng các cầu thủ mặc dù mới gia nhập đội nhưng đã hòa nhập rất tốt. Với kết quả những trận đấu này, Đình Tùng, anh Hoàng, anh có nghĩ rằng là thủ môn của VFC sẽ dần giải găng tay vàng trong giải đấu lần này không? Hiện tại anh vẫn đang là thủ môn duy nhất giữ sạch mảnh lưới của mình. Tôi cũng nghĩ vừa rồi, trong giải năm trước thì anh không phải là thủ môn, anh là một đội trưởng đứng bên ngoài hô hào tinh thần cho các cầu thủ. Thế nhưng sau khi giải kết thúc, anh có bày tỏ sự bất mãn với câu nói vô về nhì. Anh muốn thay đổi màu huy chương nên có lẽ đó là động lực ngày hôm nay để anh cầm găng tay và bảo vệ cầu gôn cho đội mình. Anh cũng là một nền tảng tinh thần cũng như một hòn đá tảng rất kiên cố trong hệ thống phòng ngự của cầu thủ VNFC. Tiến bộ như ngày hôm nay luôn là những nhân tố rất mới. Không có lỗi, sút biên dành cho VNFC.
vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ VNFC. Giả vào rất hợp lý. Văn Hùng. Chuyền bóng cho Thế Duy. Bóng đã đi ra ngoài vạch. Trận đấu đã được vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cơ hội đã ít lại với các cầu thủ Đài Loan Tô Ma. Họ đang đứng trước trận thua thứ hai liên tiếp trong trận đấu ngày hôm nay. Rất đáng tiếc. Văn Hùng. Quý Dương. Và có tình huống cao chân của Quý Dương. Có lỗi cao chân. Ngay sau trận đấu này kết thúc sẽ là buổi trường thuật trực tiếp của chúng tôi với hai đối thủ Coca FC và Nghệ Tĩnh FC. Trận đấu cũng khá thú vị. Hứa hẹn sẽ rất nhiều hấp dẫn. Bóng đã trúng sang ngang. Rất đáng tiếc. Vâng, vào đúng lúc này trọng tài Lại Minh Huy cũng đã nổ tiếng còi kết thúc trận đấu giữa hai đội VNFC và Real Toma. Kết quả chung cuộc, VNFC đã xuất sắc vượt qua với tỷ số tối thiểu 1-0. Vâng, xin chúc mừng các cầu thủ VNFC đã gần như đặt một chân vào chức vô địch ngày hôm nay. Sau hai lượt đấu, các cầu thủ VNFC đã kết thúc với 6 điểm và dương 3. Vâng, lưới của họ vẫn chưa một lần rung lên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi trường thuật trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Xin chào và hẹn gặp lại.